2 thì em là giống như là học sinh cũng khá giỏi, là một đứa con giống như là được ba má cũng bao bọc. Thì hàng ngày thì đi học thì ba mẹ chở tới trường rồi về nhà thôi, chỉ biết học rồi nói chung là không có đi đâu. Lên cấp 3 thì em vô trường gặp nhiều bạn bè hơn, em thích đi chơi nhiều hơn. Thì đôi lúc thì về nhà thấy nhà mình nó cũng lạ lùng lắm, lúc nào ba má cũng ngăn cản không cho đi đâu hết. Có những lần em bỏ học em đi chơi với bạn bè về ba má biết được là, rồi cũng có những lúc ba má đi theo em biết nhưng mà thấy khó chịu lắm, rồi đọc trộm nhắn nữa, nên đâm ra là em thay đổi, em không có học nhiều nữa, em chủ yếu là đi chơi với bạn bè. Rồi thời gian đó thì em học hành cũng không ra gì hết á, học thì kém mà chủ yếu là đi chơi, về nhà chủ yếu là ba mẹ buồn, có những lúc má em khóc vì em mà hồi đó là vô tâm lắm. Em nghĩ như vậy là bình thường lắm, nhìn má khóc mà em cũng chả có ý kiến gì, thì ba đánh cũng không thấy đau nữa mà chỉ thấy ghét ba thôi. Xuân Thuận á, là tại vì không có giống như mấy bạn khác, là bản thân Xuân Thuận có nhiều cá tính lắm. Năm năm cấp 2 á, sau khi mà tốt nghiệp xong á, nói chung là học tương đối khá, đậu vào cái trường cũng vô được trường nhỏ gì đó thì Xuân Thuận cũng vui vẻ lắm. Nhưng sau khi vào học á, thì nó hơi bị ngỡ ngàng từ cấp 2 chuyển qua cấp 3. Xong rồi học á, mà không có ý thức là mình học cho ai. Tức là Xuân Thuận không giờ nghĩ là học cho mình, chỉ nghĩ là học cho mẹ, tại vì mẹ bao giờ mẹ cũng nhắc nhở mình. Suy nghĩ mình thấy con mình có chiều hướng nó không có tốt. Cái thứ hai nữa là cái thời gian trống á, là chỉ có tập trung vô chơi game thôi à. Nhiều khi nếu không cho con chơi ở nhà thì con sẽ ra ngoài đường. Nghĩ vậy hai vợ chồng quyết định cho con chơi ở nhà để mà mình quản lý. Nhưng mà thật sự á, đa phần là Xuân Thuận nghĩ đến chơi nhiều hơn là học. Nhưng sau đó nghĩ là phải tìm cách cho Xuân Thuận nó thoát ra cái cách suy nghĩ không có đúng. Thứ nhất là phải học, là học cho tương lai của cho mình. Thứ hai là nó phải biết trân trọng những gì nó có từ cha mẹ, từ gia đình. Mà gia đình thì rất là yêu thương Xuân Thuận, nhưng mà Xuân Thuận thì không biết được điều đó. Nên bởi vậy mới quyết định là đi tìm một cái lĩnh vực giống như sân chơi nào cho Xuân Thuận thì có biết được là có một cái chương trình đi học kỳ quân đội như này. Thế thì mới tìm hiểu và đăng ký cho Xuân Thuận đi. Kỹ năng sống mà mày đóng tiền mày đi đi mẹ đăng ký cho con với em đi đó, em đi trước con đi sau đó, để nó đi một mình nó đi. Nhưng con phải đi, mày thích thì mày đi đi, con phải đi đó. Trước bữa đi thì cũng có cãi lộn với ba nữa, nên lúc đi thì tâm lý em cũng không có tốt. Lúc đó thật sự là em không nghĩ rằng là nhà mình nhiều người thương mình tới vậy đâu. Em cũng nghĩ là ba má em ghét em, tại vì em hư mà. Trong lúc đi thì cũng vui lắm, lần đầu tiên em phải xa nhà nhiều đến vậy, rồi lần đầu tiên phải đi ăn cơm bộ đội. Hồi trước ở nhà bà ngoại nấu cơm toàn chê cơm bà ngoại là trộn những món mà mình ghét ăn vô, mà lên đó thì người ta còn